Đấy, sau đó thì chúng ta có thể đánh giá được xem là cái độ tuổi nó phân phối là từ 18 đến 24 là bao nhiêu, 25 đến 34 là bao nhiêu, 35 đến 34 là bao nhiêu, và sau đó thì chúng ta có thể dồn toàn bộ ngân sách này vào. Chúng ta chạy từ 25 cho đến khoảng độ 45. Đấy, nó chiếm tỷ trọng đại đa số. Nó chiếm tỷ trọng đại đa số để dồn ngân sách vào đây. Và khi mà chúng ta chạy bán hàng ấy, thì chúng ta cũng nên theo dõi khách hàng của chúng ta, xem là cái lượng khách hàng đấy của chúng ta là như thế nào. Đấy, và họ mua ở đâu, tỉnh nào, rồi thì cái profile của họ, cái công việc của họ là gì để mình có thể ưu tiên nhắm chọn tới họ sau này. Đấy. Các vị trí hiển thị đây, ví dụ như là mình tắt hết các vị trí khác này, nó chỉ hiển thị trên Facebook đây, duy nhất trên Facebook đó. Và các cái bảng dữ liệu khi mà chúng ta chạy nó sẽ có hình thức như thế này: điểm phù hợp, rồi thì CPC, rồi CTR, CPM. Các chị cần làm quen với một số khái niệm như là CPC, nó gọi là cost per click, tức là chi phí cho một lượt nhấp vào quảng cáo. 300 rồi thì 460 rồi 760 vân vân. Rồi. Thế còn CTR tức là click through rate, tức là tỷ lệ nhấp. CTR càng cao thì chứng tỏ là người ta càng quan tâm đến quảng cáo của mình nhiều. Và CTR này càng cao có nghĩa là gì? Ví dụ 12%. Có nghĩa là cứ 100 người hiển thị quảng cáo thì sẽ có 12 người nhấp vào quảng cáo. Và CTR càng cao chứng tỏ hiệu suất quảng cáo của chị càng cao. Và CTR cao thì nó đồng nghĩa với việc là sau này giá thầu nó sẽ rẻ và có khả năng thu được nhiều tin nhắn, thu được nhiều tương tác. Các chị có hiểu không ạ? Rồi, cố lên, sắp xong rồi đây. Trông có vẻ buồn ngủ, muốn đi tập thể dục rồi đây. Ừ, cố lên. Sắp xong rồi. Nha, thì chúng ta nhìn cái bảng chỉ số này, chúng ta có thể biết được là cái bảng chỉ số thật của mình ấy, của cái tài khoản của mình ấy. Còn đây là cái chỉ số mẫu mà thầy đưa. Nhưng của các chị khi chạy nó cũng sẽ có cái chỉ số như thế này, có hiểu không ạ? Thì chúng ta nhìn vào CTR cao. Đấy, chúng ta nhìn vào CPC thấp. Và CPM là cost per mile, tức là giá trên 1.000 lượt hiển thị. Cost per mile là giá trên 1.000 lượt hiển thị. Thì CPM này càng rẻ chứng tỏ là với một số tiền bỏ ra thì mình sẽ thu được nhiều lượt tiếp cận hơn. Rồi, có những cái chỉ số của nó ngược nhau nhá. Ví dụ CTR thì mình phải muốn cao. Đấy, nhưng CPC mình lại phải muốn thấp. Thì CPC tức là giá trên một click thì nó phải thấp, thì tức là mình click được nhiều. Còn CTR là lượt click thì mình lại phải muốn cao, bởi vì nó sẽ click được nhiều. Đó, nhưng CPM thì nó lại phải thấp, bởi vì là nếu mà CPM cao thì là giá thầu đang bị rất đắt. Nếu mà các chị bây giờ mà chạy CPM nó rơi vào khoảng tầm 50 đến 60 nghìn một một CPM thì rất là ok. Giá của bình luận. Đấy, các bạn nhìn thấy có 17 này. Đấy, và ví dụ 6.000 hay 10.000 hay 13.000. Đấy, giá của một bình luận. Giá của một bình luận mà tốt, thấp thì như vậy mình giữ chiến dịch, mình chạy tiếp. Còn nó đắt quá thì mình dừng lại. Đấy. Giá của một bình luận đây, chúng ta nhìn thấy ở đây, ví dụ như là 6.000 thì quá là ngon. Sau đó là các chị như này hay chị Em nhắn cho người Jordan này hay chị Ngân này vào chat chat với khách, ta chat liên tục đúng không ạ? Nó hỏi mẫu này còn không chị, ui mẫu này chị vừa bán hết nhưng mà chị có những mẫu khác đẹp hơn, bum 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 hỏi liên tục, xong vẫn không thấy nó nói gì, lại tiếp tục là em ơi bên chị có, nếu mà em là khách hàng mua lần đầu chị có thể đưa cho em chương trình là miễn phí ship, rồi thì cho phép đổi trả, rồi thì thậm chí em mua về rồi nếu không ưng em có thể trả lại chị. Ok, để làm gì? Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt đơn cao lên nhất có thể, bởi vì mình đã bỏ toàn bộ tiền quảng cáo công sức ra rồi, mình làm sao mình cố gắng chốt được khách cao nhất. Mình sợ gì? Hàng mình đẹp, chất lượng mình tốt, mình sợ chó gì, đúng không? Có hiểu ý tôi không các nhà em chị? còn cho cả nhà em Sao? là khách xem này, nhà em là cho khách xem này, thử cũng cho xe cho thử này, xem Nhà em thì thoải chỉ cho xem thôi, cho nhà mái. em cho Hỏi anh xem nó thì có không có bị thử. bom đơn nhiều Tại vì hàng mình đẹp mình không không? sợ gì Nhung ạ.
Ngân này, Ngân nó đang bức xúc bom đơn đấy, nên nó nghe nó không thích đâu này. Bom thì chắc chắn là không thể tránh được, bởi vì bán online thì sẽ không tránh được cái chuyện bom hàng. Có những người đến tận nhà vào, người ta gọi điện kêu không có nhà, vào tận nhà, vào tận mặt rồi bảo nhà này không có người nào tên, thế thì đành phải chịu. Mình tính chi phí bom vào trong cách mình định giá rồi nên không sợ. Chẳng hạn mình xác định là cho nó bom 5% hay 7% thì lượt đi lượt về như thế nó tính ship, bao giờ mình đi đơn nhiều thì nó chỉ tính mình một lượt. Thế thì ví dụ như là rồi, chỉ bị tính một lượt thôi. Mình bị tính một lượt, thế bây giờ nếu một ngày, một tháng mình đi 1.000 đơn mà mình bị bom 5% tức là mình mất 50 đơn, 7% thì mình mất 70 đơn. 70 đơn mình nhân với khoảng độ 25.000 một đơn thì nó sẽ rơi vào khoảng 1.600.000 một tháng, thì cái chi phí bom đấy không đáng kể. Không ảnh hưởng gì. Định giá vào, định giá cao lên một chút, cho bom thoải mái để chiều. Chiều những đứa nó tử tế, chiều những đứa mà nó muốn mua. Còn gặp cái đứa mà nó không có tiền rồi nó tính cách nó khó chịu thì khó lắm. Nhiều người khó tính đó. Người được thử người ta mới mua cơ. Cho các chị hôm sau ta bàn về chính sách chốt đơn ấy, mình sẽ bàn với các chị cho nó mua luôn, cứ giả tiền đi, không một tuần sau giả lại, chiều nó tới bến thì chắc là có mất gì đâu. Không được đổi, được đổi nhưng mà không được trả thôi. Nếu mà đã nhận hàng thì được đổi, không được trả, đổi mẫu khác mua tư. Phí ship lượt về em thu cao lên một tí là nó chùn tay lên. Phí ship lượt về em tưởng là nó tự gửi đấy, nó phải có mẹ gửi. Em cho nó đổi ok, không mất tiền nhưng trả lại em phạt nó 5% hay 7% cộng với nọ kia. Cứ làm sao để hàng đi thật nhiều mà. Không bom được đâu, đừng sợ. Cái tỷ lệ bom thì không đáng kể. Cái đấy thì chị phải xử lý với bên bưu điện. Ví dụ như chị phải giao ước với bên người ta là nếu mà khách hàng mà không nhận hàng thì bắt buộc bưu tá phải thu 30.000 tiền ship chiều đi. Thì người ta sẽ có trách nhiệm là người ta thu cái tiền đấy cho chị. Chứ còn nếu mà chị không ràng buộc giữa hai bên thì hơi khó. Như em mà khách xem mà không nhận, không mất tiền phí ship như thế thì thực ra như của em cũng chỉ mất có 10% là khách không nhận hàng ấy. Tính ra thì nó cũng chẳng mất nhiều tiền, nhưng mà để tạo lòng tin cho người ta tốt hơn. Nhiều khách người ta xem người ta không ưng mà người ta tự dưng người ta mất 30.000 người ta cũng không thích, người ta cũng không mua. Thì đấy là coi như là đấy không phải tệp khách hàng của em thì em không bán. Tại vì nhiều khi mình cần cái hàng đấy, người khác muốn mua nhiều hơn mà mình cứ phóng đi, mình ship đi cho người ta. Đấy thì đấy là cái quan niệm của em, để em có thể dễ dàng là cho người ta xem hàng trước và mình có ship code và đổi hàng cho người ta khi trong trường hợp người ta không ưng. Nhưng mà em sẽ không dễ dãi quá trong trường hợp là ví dụ như là phải thử hàng hay là không mất phí ship. Tại vì người ta đã được hưởng một cái quyền lợi của online Việt Nam rất là nặng, là người ta được xem hàng, người ta có dịch vụ ship code là không phải thanh toán tiền trước rồi. Cho nên là em thì em không ủng hộ cái không mất phí ship kể cả khi không ưng lắm. Thì đấy là mỗi quan niệm của mỗi người thôi. Em thì em sẽ như vậy. Như mình thì mình dùng cái app của Viettel Post thì là mình sẽ là nó sẽ có cái mục là thu tiền xem hàng. Đấy, tức là khách hàng trả thì người ta vẫn trả cái tiền ship đấy, người ta không lấy hàng nữa, người ta vẫn trả. Còn nếu bây giờ khi mà bưu tá giao đến mà bên kia họ bảo là tôi không, trừ phi họ gọi điện ủng đơn thì nó sẽ báo lại cho mình là không giao được cho khách thì ok, mình phải chịu phí ship. Nhưng mà khi đã gặp được khách hàng thì là kể cả họ bom đơn họ không lấy nữa thì họ vẫn phải trả cái phí xem hàng, thì bắt buộc bưu tá người ta niêm yết luôn ở trên cái đơn của mình là thu tiền xem hàng rồi. Đấy, muốn xem được hàng, muốn nhận thì cũng... thì bây giờ người ta muốn bom là người ta phải xem được hàng, người ta ưng không ưng thì người ta phải bom. Thì mặc định là người ta đã phải trả cái phí ship rồi. Đây, trong cái app của Viettel mình làm thì không phải lo được cái việc không thu được tiền của khách xem hàng, mà chỉ mỗi lần nó bom nó gọi điện nó không nghe máy, nó không nhận nữa thì phải chịu cái bom ấy thôi. Còn bình thường nó cứ nhận mà nó trả lại hàng hoặc nó không lấy nữa nhưng mà vẫn trả được phí ship cho mình còn mất phí ship. Thế bây giờ cũng nhiều khách hàng lịch sự mà. Bây giờ thực ra là cũng lịch sự nhiều, còn cái thể loại đặt xong là gọi nó không nghe máy nữa, rồi nó cứ đặt cho vui thế thì thực ra cái xác suất nhà mình cũng không phải là không có, nhưng mà nó ít hơn. Còn bây giờ hầu như là khách nhận là không lấy nữa thì bưu tá nó đã thu luôn tiền phí ship rồi, vì trên cái bill mình in ra nó luôn có cái mục là thu tiền xem hàng. Nó có mà tùy từng app với lại tùy từng Viettel hoặc là tùy từng bạn sử dụng cái đơn vị nào thu hàng ấy.
nó đều có hiển thị trên cái app mà. Nhà mình thì qua Viettel Post thì mình thấy nó cũng ok ở cái là chi tiết và đầy đủ. Rồi, các vị trao đổi sôi nổi quá, tuyệt vời. Hôm nay sẽ thưởng, chắc phải thưởng voucher cho Nhung với Hải Ánh, chị Doan. Thầy không tặng voucher, nó ế voucher thì chết. Đúng rồi, thầy thưởng đi thầy, thầy cứ mạnh dạn lên nào. Tặng 3 voucher cho 3 chị tích cực nhất để những chị sau đấy. Mới lại nhắc Trâm gửi file thiết kế banner cho các chị thì để các chị còn làm banner. Vâng ạ, để em nhắn ạ. Bây giờ phải chạy quảng cáo ngay đi nhá, chạy quảng cáo hàng Baza đi để thi đấu không thì hỏng hết cái mini game của thầy mất. Bây giờ mỗi nhà đều chạy quảng cáo một cái nhãn riêng này, thầy không thể nào chơi game được. Hôm qua em làm việc với bạn Thảo là em bảo là bắt đầu chiến lược của bọn em, của bên em là 1 tháng 8 là bắt đầu là bán hàng thu mới. Kể cả cửa hàng còn đang còn hàng sale cũng tống trong một góc. Và chỉ để treo hàng mới thì sẽ làm một đơn của Baza, chọn một vài đơn và bắt đầu cho chạy luôn. Thì em muốn là đấy, sau thì sẽ chờ thầy ở cái việc đấy để đẩy cái hàng mới. Vì những cái hàng khác em đang làm nó chưa có mẫu mới mà. Mỗi Baza là có mẫu mới. Thì em sẽ làm một đơn trước để chạy cái Baza trước, thử cái quảng cáo xem nó như thế nào. Để em cũng trao đổi thêm về cái chạy ấy. Trước là em cũng chạy, tức là chạy một bài nhiều sản phẩm. Nhưng mà chạy như thế thì mình bán được nhiều mẫu. Nhưng khi mà khách nó đặt ấy, mình đặt hàng thì nó sẽ khó hơn là mình chạy một mẫu một. Ví dụ như là chị thích những cái mẫu này, một bộ sưu tập khoảng độ 10 mẫu, chị chạy khoảng 3 mẫu. Thì khi khách họ đặt, mình đặt hàng sẽ dễ hơn. Tức là một bài chạy mình chỉ nên để 3 mẫu thôi à? Mình thì mình lại cứ định chạy một mẫu nào đấy thôi. Không, tức là ví dụ như cũng có những chị là chạy khoảng 10 mẫu một bài hoặc 20 mẫu một bài, vì một bài Facebook họ cho chạy khoảng 50 ảnh mà. Thế nhưng mà theo em ấy, em cũng đã chạy là nhiều mẫu một bài rồi, hoặc là một mẫu một bài rồi, thì thấy cái một mẫu một bài mình làm nó thích hơn. Thì mình đặt hàng dễ. Ví dụ một mẫu như mình đặt mỗi màu 10 gì nó đã là bao nhiêu, 3 màu nó đã là bao nhiêu trăm bộ rồi. Đấy, ý mình là mình muốn là chạy một bài một mẫu nhưng là mấy mẫu. Một bài một mẫu thì nó sẽ hợp lý hơn khi mình đặt hàng nó dễ. Một mẫu là mấy màu mà, ví dụ 3 màu đi, một bài một mẫu 3 màu, 5 màu. Đấy vẫn là một mẫu hàng. Đấy vẫn là một mẫu hàng. Ý của bạn là một mẫu hàng chứ không phải là 50 hay 30 mẫu hàng. Đúng rồi. Nhiều mẫu hàng thì rất là khó đặt hàng. Lúc đấy thì ôm cái số lượng hàng nó quá lớn.